Đây mình cho các bạn xem nè. Đó. Cái này là 60 bạc nha các bạn, gồm có trứng thập cẩm luôn, cả cá mòi luôn nha các bạn. À, bây giờ mình sẽ không có chỗ để ngồi các bạn, mình sẽ tìm một chỗ nào đó mình về mình ăn, mình trải nghiệm luôn nha các bạn. Hello các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Đó, hiện tại là mình đang ở trên Soi 17 nha các bạn, của bên Bangkok, Thái Lan. Thì hôm nay mình đi ngang đây mình thấy có chị gái bán cái xe mà trứng chiên các bạn, bán cơm, bán trong buổi sáng cho mọi người ăn để đi làm các bạn. Thì bây giờ mình thấy chiên rất là lạ nên mình vào trong mình làm video chia sẻ cho các bạn xem nha. À, hồi nãy là mình đi mua cà phê các bạn, thì kế bên chỗ bán cà phê thì sẽ có chị gái bán ở đây là mình thấy giống như cá mòi ở bên Việt Nam mình các bạn. Đó, đây là thịt bằm nè, chua cay nha các bạn. Bên này là thịt gà. Hello Malam, bên kia có tôm và thịt bằm luộc. À, chị đang chiên này các bạn. Đó, trứng chiên sẽ được chị đập vào trong cái ca bằng inox đó các bạn, xong chị quậy lên. Cái đây là món ăn đường phố nha các bạn. Đó, ở bên này là chị sẽ có cơm luôn các bạn. Cái này là để bán sáng sớm cho bà con ở trong chợ đó. Còn những anh chị em đi làm ở mấy shop quần áo đó các bạn. How much madam? 30 bạc. Ồ, 30 bạc. Cái đĩa cơm nó 21.000 nha các bạn. Đây nè. Một cái chiếc xe rất là đơn giản luôn nhưng mà bọn buổi sáng bán rất là đông luôn các bạn. Giờ này là 9 giờ rồi. Nếu mình đi sớm nữa là mình sẽ quay được nhiều hơn các bạn. 21.000 một phần cơm. Là đó cơm chiên trứng nha các bạn. Còn cá thì mình chưa biết, để hồi mình xem coi chị sẽ bán cơm cá như thế nào. À, có cả lạp xưởng luôn. Thường thì ở Việt Nam mình mở cái quán cơm ra thì nó cần cái mặt bằng hơi rộng chút xíu các bạn. Còn ở đây là chị gái chỉ có một chiếc xe thôi. Đơn giản lắm luôn á. Ở bên kia là nguyên phụ liệu là nước tương, nước đường, nước mắm nha các bạn. Đây là trứng chiên gồm có lạp xưởng luôn nha các bạn. Thì bên này bắt đầu chiên thì bên kia thì đã xong rồi các bạn. Đây là Soi 19 của mình nè các bạn. Trên này thì mọi người buôn bán, dân buôn và những người du lịch ở rất là nhiều luôn. Đây, 30 bạc, 21.000. Quá đã, quá đã. À, cái này là ăn thêm nè các bạn. Ăn thêm cái phần này quá. Mình đi trễ các bạn, giờ này 9 giờ rồi. Chứ mình đi sớm là mình nghĩ chắc sẽ đông hơn rất là nhiều. Tại vì sáng sớm bà con người ta đi làm, người ta sẽ mua. Còn bây giờ hơi trễ chút xíu cũng còn mọi người mua đồ ăn các bạn. Nhưng mà sẽ không có tấp nập. Cơm thêm nha các bạn. Đó, quá hấp dẫn luôn. À, này là cá mòi. Dạ. Chị ấy nói cái gì mình cũng không hiểu luôn các bạn.
nhưng mình thấy nó giống cá mòi. Một mình vậy thôi, một cái quán cơm, một cái vỉa hè như thế này các bạn, một mình chinh chiến luôn, không cần nhiều đó. Các bạn nhìn xem nè, đó một chiếc xe rất là gọn luôn. Như thế và trứng để trên này. À, tập trung trứng là nhiều nhất các bạn. Xong rồi ở dưới kia có một phần thịt bằm, thịt gà rồi cá mòi. Đó. Thì hai cái chảo và cơm thì chị sẽ cho vào cái thùng giữ ấm sẵn mấy bên kia các bạn. À, sốt nữa. Đó, có đó là sốt đó các bạn. Gồm có nước mắm nè, nước mắm làm sẵn, rồi có mắm nêm, không phải mắm nêm mà có đó là mắm ruốc thì phải á, mà cũng không phải mắm ruốc nữa các bạn. Cái đó là à, hình như mắm ruốc. Đó, đó là hành tím nha các bạn. Rồi nước mắm. Rồi mồi lửa vào. You have been here all every day hả? What time, madam? 7 o'clock. Ok, chị gái mở cửa ở đây là thường là 7 giờ sáng nha các bạn, mỗi ngày luôn. Oh. Đó, thêm một phần nữa. Một phần như vậy là 2 trứng nha các bạn. Các bạn ăn thêm, kêu thêm, tính tiền thêm. Đây. Kế bên có xe bán cà phê, trà sữa của Thái các bạn, bên kia cũng có cơm nữa các bạn. Nhưng mà thôi bây giờ để ấy mình sẽ tập trung mình quay riêng về bên này. Còn những bên kia mình sẽ làm một cái video riêng biệt cho các bạn xem nha. Đó, thịt bắp, có tôm, à, có lạp xưởng nè, có xúc xích, ớt xanh, ớt đỏ, hành lá. Đây là các bạn, đó, cứ... khách thì không có phải ồn ào tấp nập nhưng mà cứ lai gai đều á chị, đều các bạn. Ok, mình sẽ kêu một phần mình về mình ăn, mình cũng chưa ăn sáng nữa các bạn. One for me, madam. What? Yes. Mixed egg and fish. Yes. Mình kêu trứng chiên thập cẩm các bạn. Với cái phần cá trên đó đó thì mình không biết là bao nhiêu tiền nữa. Để cho chị làm xong đi, mình xem như thế nào nha các bạn. How much, madam? 60 bạc. Ôi, có 60 bạc hả các bạn? 60 bạc. Yes, 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 yes. Hey, 100 here. Ok. Một phần bình thường là 30 bạc, mà các bạn kêu thập cẩm thì là 60. Thank you. À. Cái này ở Việt Nam các bạn mà ai mà áp dụng được cái phương pháp này mà để gần những cái công ty hoặc những trung tâm thương mại các bạn, mình nghĩ rất là gọn luôn á. Có nghĩa là chỉ bán mang đi thôi, nhưng mà mình thấy rất là gọn luôn, không có rườm rà. Mà mình thấy chị chiên rất là gọn, không có văng mỡ dầu gì luôn nha các bạn. Đó, không có làm phiền tới ai luôn, một góc tầm khoảng 1,5 m thôi. Gà, một chiếc xe và 2 cái chảo. Đồ ăn thì chỉ làm một phần gọn thôi các bạn, không có làm nhiều. Chủ yếu là trứng ở trên này. Đó, mình thấy nguyên một vàng trứng trên này và chỉ bán trong buổi sáng thôi. Này. Tim rai rồi. Yes. Đó, sắp hết cơm luôn rồi. Này, những cô gái dân buôn.
ngày sáng sớm ở Bangkok nè các bạn. Đó, khách bắt đầu tới la gai như vậy hoài luôn các bạn. Vậy cứ làm chừng nào chắc chừng nào hết đồ ăn rồi thôi. Hoặc cái giờ giấc chị cố định giống như là có thể 11 giờ. What time you blow here? I don't know. I'll not. It's okay. You open here 7 o'clock every day. And what time you finish for one day? 10 o'clock, 11 or 9, 14 afternoon nữa. Yes. Chiều chị mới đóng cửa nha các bạn, chiều mới chị mới ngưng bán. Nói chung anh Văn của mình rất là kém nha các bạn. Thì mình cũng cố gắng mình trao đổi với chị để có thông tin cho các bạn nhiều hơn. Rồi, hết cơm luôn rồi. Ba bốn khách thì đang chờ luôn các bạn. Đó, ba người đang xếp hàng. còn được một phần nữa nè. Đó, nhìn đã chưa các bạn? Quá đã. Một phần xong cho chị gái, không biết cái phần mình là phần nào luôn các bạn. À, chưa tới mình luôn. Giờ mình đứng đây mình chờ chị nha các bạn. Hành tím và thịt bằm. Thịt luộc bằm các bạn với trứng. Đó, đây là gia vị của chị nè. Muối, tiêu, đường, bột ngọt, nước mắm các bạn. À, còn lá đó lá gì ta? Đó, có hành lá nè, thịt bằm, tôm. À, xúc xích nè, gồm có lạp xưởng và xúc xích luôn nha các bạn. Thế mình nghĩ là mình đó là cái phần này là của mình đó các bạn. Hồi nãy mình kêu là thập cẩm luôn. 60 bạc. 42.000 các bạn. Nói chứ trứng chiên nha các bạn. À, các bạn làm rất là đơn giản luôn. Rồi cơm trắng cũng vậy, mà khi mà các bạn thèm mà các bạn ăn trứng chiên với cơm trắng mà nước mắm mặn các bạn. Trời ơi, ăn nó ghiền luôn các bạn, rất là ngon.
Wow. Mình nghĩ ra đây là cái phần của mình các bạn. Có tôm nè, xúc xích nè, lạp xưởng nè, thịt nè, hành nè. Và quan trọng nhất là trứng. Ủa hồi nãy hết cơm rồi mà ta. Giống như cái thùng cơm thật xanh đó các bạn. Hồi nãy mình gặp rõ ràng là hết mà chỉ cứ múc ra là còn hoài luôn các bạn. Đó. Mình không tin là tới phần của mình là trong cái thùng nó sẽ còn cơm. Tại vì hồi nãy mình thấy hết rồi mà chỉ múc ra được thêm 3 phần. Rồi mình nghĩ là đã hết rồi mà chỉ lại múc thêm được một phần cho anh trai đang mua luôn các bạn. Rồi bây giờ mình nghĩ chắc chắn là sẽ hết rồi đó. Mình không tin là chỉ sẽ múc ra được cho mình nữa. Cái này là chiếc cái thùng cơm thạch xanh, thùng cơm kỳ diệu các bạn. For me hả? Dạ. Đó, phần này của mình đó các bạn. Đó, để coi chị làm thêm cái món đồ chơi gì à. Tại vì mình thấy mình mấy người kia làm đơn giản lắm. Còn mình là mình kêu thập cẩm. Wow. Hay. Cho các bạn xem luôn. Ô. Oh. Ơi sorry madam. Đó, thật sự là cơm đã hết rồi các bạn, không còn đâu nha các bạn. À, chỉ có cơm sẵn. Chị nấu sẵn ở nhà rồi các bạn, chị sẽ mang vào và chị để trong cái tay cho nó ấm và nó nóng. Đó. Rõ ràng là mình đã nhìn thấy hết rồi mà chị đã làm ra được 4 tô nữa là chị cũng là siêu lợi hại luôn các bạn. Chỉ là cơm trắng giống như Việt Nam mình thôi các bạn. Và một cái tô, ở dưới cái tô chị sẽ lót một miếng bọc mũ á, mà không kêu bọc mũ, không phải, nó là ni lông các bạn. Để cho đựng bám, đựng dính. Đó, thêm phần cá nè. Wow. Đó, rất là hấp dẫn luôn đó các bạn, siêu hấp dẫn. Ok, thank you. Đây, mình cho các bạn xem nè. Đó, cái này là 60 bạc nha các bạn. Gồm có trứng thập cẩm luôn, cả cá mòi luôn nha các bạn. À, bây giờ mình sẽ không có chỗ để ngồi các bạn. Mình sẽ tìm một chỗ nào đó, mình về, mình ăn, mình trải nghiệm luôn nha các bạn. Hello các bạn, đó, lại là mình đây. Đó, bây giờ các bạn thấy đó, bây giờ mình mua được một phần Americano nè. Đó, cái phần này là 25 bạc nha các bạn. Còn một cái phần cơm trứng chiên thập cẩm cùng với một miếng cá mòi. Đó, cái này là 60 bạc nha các bạn. Còn nếu mà các bạn ăn cơm trứng chiên không là có 30 bạc hả? Thì bây giờ mình mua xong rồi, giờ mình cũng đang đi vòng vòng để mình tìm cái chỗ để mình ngồi mình ăn trải nghiệm cái cơm bụi của đường phố của Thái Lan như thế nào các bạn. Đó. Bên này xe lớn, xe nhỏ như chạy trong những con hẻm rất là nhiều luôn các bạn. Đây là cử sáng của mình nè các bạn. À, nhìn cũng hấp dẫn lắm các bạn. Kè mấy bên kia các bạn. Đó, bên kia là mấy anh trai đang bán thịt nướng rồi trà sữa rồi nào là bát thái rồi bên này là trà sữa nữa các bạn. Rồi nói chung là những món ăn của Thái các bạn, chiên nướng không à, đa số là chiên nướng. Đó, các bạn nhìn thấy hấp dẫn chưa? Đó, để có gì mình về mình trải nghiệm cái phần cơm này xong á thì mình sẽ tiếp tục mình đi ra mình làm một cái video khác để trải nghiệm cái món ăn khác cùng các bạn nha. Trời ơi xe quá trời xe luôn các bạn. Oh sorry. Đó. Chui vô đây đỡ các bạn. Về sắp tới khách sạn mình luôn rồi các bạn. Đó các bạn, khách sạn mình cách đây khoảng 10 m. Đó, cái thương hiệu là Tenta Inn đó các bạn. Ở đây là mình ở 4-5 năm mình đều ở đây hết. Mỗi lần qua đây thì mình đều ở đây. Tại vì mình thích khách sạn này các bạn. Wow wow.
Đây, mình về tới khách sạn rồi. Đó. Bây giờ tìm chỗ ngồi ăn luôn chứ giờ thì sao? Ai dạ. Wow. Đây. Đó, quầy lễ tân. Ở ngày xưa bên này là có buffet bên này nè các bạn. Nhưng mà dịch xong rồi cũng khách cũng vắng á, nên là cũng dẹp buffet rồi. Bây giờ đang chuẩn bị mở lại các bạn. Xong rồi bạn, ok đó. Bây giờ mình tìm được một cái góc ở trong khách sạn, một có một cái bàn và ghế đầy đủ cho khách hàng các bạn. Nhưng mà ở trong này thì nó hơi tối, tại vì ở ngoài thì trời nắng các bạn. Còn trong khách sạn này người ta mở máy lạnh nên là đèn thì bật cũng vừa phải thôi các bạn. Thì mình thấy ở trong này gồm có trứng chiên thập cẩm nè. Đó, như các bạn hồi nãy đã chiêm ngưỡng trực tiếp từ lúc mình quay video các bạn. Còn bên này là cá mòi. Còn ở dưới này chỉ là cơm trắng các bạn. Mình thấy có một cái lá gì mà họ xanh xanh giống như lá chanh của mình mà cắt nhuyễn các bạn. Đó, bây giờ mình có trải nghiệm luôn nha các bạn. Đói bụng quá trời, sáng chưa ăn sáng luôn. Giờ mình quốc thử miếng trứng chiên nha các bạn. Ở đây mình thấy có tôm nè, thịt nè, lạp xưởng và hành, có ớt xanh nữa các bạn. Hy vọng là mình không có cắn trúng ớt xanh, là mình không khoái ăn ớt, mình không thích ăn cay các bạn. Rất là ngon các bạn, rất là thơm luôn, vừa ăn không mặn không lạt. Mà trứng chiên thì các bạn biết rồi, chiên chung với mấy cái đồ thập cẩm như thịt bằm này nọ vào là nêm nếm gia vị đầy đủ là ăn nó vừa đã với ok. Bây giờ mình sẽ thử một miếng cá mòi nha các bạn. Mình đón cá mòi thôi, tại vì mình thấy nó giống như cá mòi ở Việt Nam mà mình cũng không biết nó là cái gì nữa đó, nhưng mà ngon lắm. Chính xác là cá mòi đúng không các bạn. Ăn vào chị ấy có bỏ thêm một miếng hành tím và nó có một cái vị chua chua của chanh đó, mà nó thơm lắm. Nói chung là ăn siêu ngon nha các bạn. Một cái phần như vậy là gồm có 60 bạc là 6 lần 7 42, có 42 ngàn thôi là thập cẩm. Mà thường thì đa số mình thấy hôm nãy mấy chị kia mua, mấy bạn ở vòng vòng đó mua là một phần trứng thôi là sẽ có 30 bạc là 21 ngàn thôi các bạn. Ăn sáng đi làm siêu ngon bổ rẻ luôn. Một phần này mình làm là no tới chiều luôn, no tới tầm 2-3 giờ là bình thường các bạn. Mình ra mình mua trễ 9 giờ mấy, 9 giờ mình mới đi mua. Sẵn đó mình làm video cho các bạn xem luôn. Rất là ngon nha. Đúng là ẩm thực đường phố của Thái Lan rất là ngon và đặc sắc luôn các bạn. Nè các bạn nhìn thấy cái lá xanh xanh không? Mình không biết nó lá là cái lá gì, nhưng mà rất là thơm. Mình bỏ ớt ra, mình không ăn ớt được, cay quá, mình không ăn được. Thơm dữ lắm các bạn. Ở Việt Nam, ở Thái Lan là cái vị chua cay á, nhưng mà nó rất là thơm, chua mà theo mà nó rất là thơm, mình không tả được, nhưng mà thơm lắm. Nó có mùi chanh, mùi sả, nói đặc biệt là mùi chanh, mùi sả. Món nào cũng có cái vị đặc trưng của nó, nhưng mà đặc biệt là chua cay là bao với các bạn, bao hàng với các bạn luôn. Quá trời trứng luôn các bạn. Hai trứng chiên dưới thập cẩm. Nó hơi tối đúng không các bạn? Nãy mình sáng mình xong mà mình đi đổi tiền, mình đi mua cà phê, tại vì mình không uống cà phê là mình mặt mình ngu lắm, mình thức không có nổi các bạn, nhìn đuối lắm, rồi phải đi đổi tiền mới có tiền mua cà phê, mới quay lại mua cơm để sẵn làm video cho các bạn xem luôn.
Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Mình sẽ cố gắng làm nhiều cái video về ẩm thực đường phố của Việt Nam và của Thái Lan nhiều hơn nữa. Tại vì đi Thái Lan bây giờ là mình đi 1 tháng 1 tới 2 chuyến các bạn. Và mình đi buôn bên này, còn về Việt Nam thì mình ở bên đó. Thì rất mong được sự ủng hộ của các bạn. Bye bye.